Chào các bạn, hôm nay thì mình vừa mới gửi xe và bây giờ thì cùng nhau đi ăn. Ăn gọi là ăn gì? Ăn vặt. Ăn vặt ở Sài Gòn, đây là địa điểm ăn vặt nổi tiếng ở Sài Gòn, đường Hai Bà Trưng. Cùng mình đi tham quan. Hỏi đông nhiều không biết lắm thì cứ hỏi thôi. Đây là các địa điểm, đây là ngoài đường và bên trong. Mình vừa mới gửi xe vào thì bây giờ mình sẽ hỏi thử và xem thì thích món nào thì ăn món đó nha. Ừ, hỏi đi. Hỏi. Ngại quá. Cứ hỏi đi. Thích ăn món gì? Thích ăn món gì? Cái này là bún mắm. Bún mắm. Bún mắm. Một tô bao nhiêu vậy cô? 30.000. 30.000. Cô bán hai đồ linh tinh chưa? Ăn đồ linh tinh. Đồ linh tinh nhiều hơn. Tại vì đã tối ăn. Rồi tối ăn. Đi tham quan nào. Má ơi có bữa có ông cũng ăn vậy. Cơm chiên thôi, cơm chiên đậu hũ. Ăn cơm chiên không hay gì? Mua xưa này đi. Rồi lấy em một phần. Em nói đi. Cho em một phần ạ. Rồi. Một phần gỏi là bao nhiêu nha? Em ăn gỏi em. Toàn đi toàn. Bé thôi. Một ít cái này được không? Một nửa cái này được không? Dạ. Một phần này là bao nhiêu cô? 40k. Lấy đi, rồi anh sẽ gửi tiền. Một phần nữa, hai phần. Rồi. Vậy là anh em đang ăn thử thôi. Chưa, thôi chắc quay lại ăn xong rồi sẽ thử tiếp các món khác. Cứ đi đi. Anh bỏ lại lốt đâu em. Một phần này bao nhiêu rồi chị? 30 đúng không? Đây là bỏ lại. Đây là cái này là cái gì? Mỏ chài với lá lớp này giống vậy là hai thứ. Rồi lấy hai thứ nào. Một ít nữa. Ok. À, ở đây thì dành cho sinh viên là rất là nhiều. Uống cái gì là quên. Bây giờ chắc uống hay là không biết. Nếu mà thì ok uống trà quất. Uống trà quất xong rồi tối về là quất thôi. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về các món. Đây là gỏi cuốn, còn đây là gì cũng không biết. Đây là lần thứ N mình đã từng đến đây. Các bạn biết làm được ăn không? Anh ăn móc đi. Thì mình đến đây cũng nhiều lần nhưng mà chưa có dịp mình quay clip. Thì bây giờ hôm nay sẵn thì dẫn Thảo đi ăn. Các bạn đã chuẩn bị đi với Thảo bất cứ. Dẫn Thảo đi ăn nhưng mà Thảo đã đi. Đúng không? Em phải đúng không? Em phải đúng không? Mọi thứ để Thảo lo thôi. Có em gái thật là chứng các bạn. Thảo giờ là trong số rồi, giàu rồi. Lo cho anh hết đúng không? Không sao. Để em cái này để chấm cái gì ta? Em bỏ ít ớt thôi nha, hơn nhiều ớt. Mình với Thảo không thích ăn cay. Không ăn được cay mà không thích. Bây giờ mình sẽ chờ thêm hai món nữa. Đây chỉ là khai vị thôi các bạn. Nhiều món lắm nhưng mà quan trọng có đủ tiền ăn hết hay không. Ăn một bữa. Phần 30 thì anh nghĩ là không có đắt đâu. Rồi bây giờ chờ các bạn xem thử. Đồ ăn tới chưa nha. 30 đúng không anh? Mình còn gọi gì đúng không? Còn thêm một món
cơm chiên gì đấy. Làm mình là anh ơi 30, 60, 40 là 100k. 2 ly này là 20 nữa là thành 120. Cộng với 30k thì cơm chiên nữa là thành 150. Anh em ăn sọc mặt. Đấy. Và bây giờ chờ cái món cuối. Bắt đầu sơi thôi. Bắt đũa rồi nha các bạn. Đói hả? Ok ăn đi em. Đợi tiếng kia sau ra sau nha. Ăn đi review cho mọi người. Ok này, em ngồi đây người ta sẽ gọi được nhỉ anh? Gọi cuốn. Gọi cuốn. Thế mình hay gọi là nem gì đó. Nem á? Nem cũng gọi là nem á? Ờ, tại vì em cứ có bánh đa nem, em gọi nem. Chúng cái này, chúng cái này hả? Cái gì cũng được, cảm thấy thích rồi. Quất thì em. Có tép khô bên trong rồi. Có trứng, trứng chiên, cá biển, rau đó. Ngon. Nước chấm của nó ngon. Đây là bao nhiêu miếng nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 5, 30. Còn như vậy là 5k nha các bạn. Phải là ok, ăn đủ ngon. Phải hả? Thôi đừng có giễu người ta thèm á. Các bạn, đây là một người đàn ông rất thu đáo. Mình không bao giờ nhưng anh đang thấy đi. Bạn gái nào thích thì yêu hoa lên nha, thu đáo lắm á. Đấy này là mình hay đi vệ sinh các bạn. Thôi là không sao. Anh cứ đi nhá. Đang được để no miệng anh đừng có nói. Đi vệ sinh ở đây. Thì anh nói thật, sự thật đó. Đây là không gian buổi chiều Sài Gòn. Tiếp tục. Các bạn thấy không phải là đối xử mà Linh quá. Linh quá. Chị đã thấy là chị. Dưa leo mà
Rồi. Đây là đúng không? Đây là gì? Đây là bò lá lốt. Từ đây đang bò lá lốt đấy. Còn cái nó là bò lá gì không biết nữa. Bò nướng lá lốt. Cứ hiểu thế là được rồi. Thẳng đường. Nó sẽ cuộn vô. Thật là khéo léo. Nè, cho ha lên. Ăn thử nữa đi. Em cà bờ thôi. Cái này lại nhỡ. Cái này đi. Ở bên này bên trong nó thịt với xả ngon lắm. Ăn ngon lắm luôn. Em thử chấm cái này qua ngon hơn. Khác ấy rồi. Cái nước này cũng ngon này, gia vị mắm tôm, mắm tép vào. Cái này gọi là mắm tép đúng không? Chắc vậy. Thế thử ăn. Thảo nay bao nhiêu cân rồi Thảo? Anh muốn tiếp tục ăn được không? Đúng mà, rõ ràng mà. Đây là đá vào đây hướng dẫn cho các bạn ăn họ là lối kiểu của Harley đá cho nó ướt xíu cho nó mềm cái này cái gì ta bánh nem đúng không đúng rồi bánh nem. Rồi. Rau. Mắm này ngon nhất rồi. Rồi. Một con rồng có thể kiếm. Ở đây. Còn ba lốt. Anh quên cái này nè. Đây gọi là món bánh mì kẹp thịt. Cuốn thế nào? Còn mình nghĩ là mình cũng sẽ chấm thêm một ít nữa. Chấm cái này. Nhìn nó mềm á. Thấy ăn thôi. Mình còn một món nữa, ăn hơi lâu. Còn nước món nó sẽ uống cào khổ rồi. Trời ơi. Ngon. Hai lời bảo vẫn thảo đi ăn thôi, chứ hai lời không ăn. Đây sinh viên rất là nhiều. Đây cho mọi người thấy. Mới có khoảng tầm 3 giờ thôi. Đông quá trời luôn. Đây là góc ăn chiều. Đây là trứng không? Bánh trứng. Đây là ngon, em thì ăn tôm ăn trứng này. Còn cái này là gọi là cái này là bánh bánh khọt. Trong này còn trên lạ luôn. Tại vì trứng cũng ngon lắm. Đúng rồi. Mình chọn thì mình thích thì tôm hơn. Tôm nó ngon hơn. Nhưng mà thông qua cái này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là bánh khọt đó là đặc sản của Vũng Tàu. Đây. Thường người ta sẽ chấm vào cái này. Là thế là biết thôi. Anh nói mới biết bánh khọt là của Vũng Tàu á. Đấy.
này, cái này cuốn thế này không bỏ vào được vừa này. Tham quá. Tham thì thơm. Thầm lòng luôn. Hai đây là ăn được một cái gọi là cái gì, một bọc cái đầu dài, cái đầu dài, nói chung là nó hơi bị thập lập quá, cho nên là mất điểm. Lời khuyên của mình là các bạn không nên ăn như vậy, mặc dù là nó ăn đã lắm nhưng mà cảm thấy ăn đi. Chậm chậm ơi. Đắp cái gì lấy ra. Mới ăn có 3 phần thôi mà cái nồi á. Chắc cái thằng kia không tới. Sau khoảng tầm 20 phút cuối cùng mới được ăn. Phải không? Chứ không phải chờ cái chờ chứ một. Chờ chứ một đó. Anh có tiền chưa? Chưa. Bao nhiêu? 25. Đây là phần rẻ nhất mà ngon nhất này. Mà lâu nhất này. Bình tĩnh mà không ăn nhưng mà thấy ngon quá. Đây là phải thử thôi. Xúc luôn đi Thảo ơi. Vô cái này. Và không khác gì, ở đây là không bằng, nhưng mà chắc là mình sẽ chấm. Đây có mắm ớt tôm không bạn? Không ăn cay được các bạn. Và xúc cái này thì vừa lên trên đó nóng thì ngồi lấy tiếng à. Hơi nóng các bạn. Này là phần mình ăn cảm thấy cũng
nên là món khai vị thì ngon hơn, tại vì nó nóng. Nóng quá. Nhìn em nó kìa. Đồng hồ nó ăn nên thấy nó nhìn thèm. Ăn đi thằng ơi. Tại là ở đây không có một người béo đâu. Ở đây không có một người mập đâu. Ở đây đang chặt cân, cho nên là Hà Lê không có sợ. Không như anh. Đâu này? Thôi lần sau không nên chơi ngu là ăn liền. Ngồi nó xíu. Sợ các bạn bị nóng không? Không cay, ớt không cay. Anh này ớt không cay. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Gái nào mà gái chẳng hai ba chồng. Này là số là số lượng này. Nóng. Bột này thì nên ăn vào món khai vị thì ngon hơn. Còn ăn rồi dùng bánh đúc. Nó hơi bị ngán. Không, vị nó vẫn là ngon mà. Ngon đấy. Nhưng mà tại vì ngày nào cũng ăn trứng, nó đang làm cái thấy trứng là thấy sợ không à? Cô đang còn rau ở dưới này quên, chơi ngu quá. Khá ngon rồi. Còn rau ở đây. Thì cái vị khá là ngon. Thì có rau ngon hơn. Còn có một cái bột gì đó mà khó chứ nào. Xong đi tuần lại thì mình cảm thấy cái món bánh ngọt mà có tôm á thì nó ngon nhất. Thứ hai là bỏ lá lốt. Thứ ba là món này. Đúng không? Lần sau thì mình sẽ đến thử. Hai cái thôi. Lần sau thì em mình ăn cái món khác này nè. Ok, nào cứ trả tiền thôi được rồi. Nghĩ mặt. Thôi mà đây ăn rất là ngon. Rồi cảm ơn các bạn. Thì clip này mình ăn khoảng tầm 30 phút. Hơn đấy, 35 phút đấy. Ngồi đây chỉ chơi chiêu thôi các bạn. Nhưng mà đây thì mình cảm thấy là nó hơi nóng. Còn thứ hai nữa là ăn buổi chiều cho nên là để buổi tối là coi như là khỏi phải ăn nữa. Cho nên là lời khuyên của mình là không nên ăn trưa. Để ăn chiều thôi là xong rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ăn hôm nay. Cái gì? Là cái gì? Là ăn chú nữa hả? Này ghê thật, nào phải đi ăn chú nữa đi. Ăn hoa quả ăn chú. Món trắng miệng cuối cùng đúng không? Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.